mãi thương về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mở trang giấy. Mưa tuôn trong tim suốt năm cánh dài, từng hạt buồn đau tí tách ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui, đèn hát như soi dáng gầy cô nữ. Lệ khóc trong đầy nhớ thương, lệ ước duyên tình vẫn vương bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương. Buồn chất lên đầy bước chân giang hồ, bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ. Con tim ta hương tiếc tha mong chờ, một nhịp cầu duyên nơi qua đôi. Quý vị đang được thưởng thức và theo dõi trực tiếp kênh của Toàn Điện Máy Vũ Audio Nam Định. Và chiếc máy quay là cặp loa siêu khủng long đến từ Mỹ và cũng đã rất là nổi tiếng với thương hiệu Antech Dancing. Đây là một trong những cái model sở hữu chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Trong đó thì chúng ta thấy cái mức độ trang bị siêu khủng long của một cặp loa. Và đây là những dòng loa sở hữu chất âm hạng sang và dành cho những anh em được xếp hạng trong bảng xếp hạng thưởng thức audio là sành nghe và khó tính nhất trên thị trường audio. Với cặp loa Antech model 1233 đến từ Mỹ và trên model 1218A với cái logo bằng hợp kim nhôm phía mặt trước. Với cấu hình của cặp loa còn đang mới long lanh nguyên tem cờ chiếc máy quay. Mời quý vị cùng tham khảo chi tiết để chúng ta sẽ thấy rõ cấu hình của một siêu phẩm loa nổi tiếng đến từ Mỹ. Trong phân khúc giá tiền thì chúng ta mặc dù rằng thấy rằng đây nó là cặp loa siêu khủng long nhưng hoàn toàn nó cũng vẫn rất là hợp lý với cấu hình của cặp Antech 1233, một trong những model nó sở hữu cái họng kèn lớn nhất hãng và củ kèn tương đương giống như là được trang bị trên những đời Antech 19, thì trên model 1233 này đang sở hữu củ kèn y chang và cái họng kèn của nó to tới gấp rưỡi, gần gấp 2 lần của Antech 19. Mời anh em cùng thưởng thức và quan sát. Tất cả mặc dù cặp loa này nó có trọng lượng rơi vào khoảng tầm tạ rưỡi, tôi không cân được ạ, bởi vì trọng lượng này thì tôi không có cân. Nhưng mà với cái thùng loa và nó là nặng khủng hoảng trước máy quay, chúng ta có thể thấy được cái độ lớn và cấu hình của cặp Antech 1233. Với cấu hình của model, chúng ta thấy được rằng phía bên hông của nó được thiết kế nguyên, còn nguyên cả tem cờ, hai mặt nó còn mới long lanh, từng góc cạnh của nó không bị chảy xước, móp méo, mặc dù nó có trọng lượng rơi vào khoảng tầm 1,5 tạ. Và phía đằng sau lưng thì chúng ta thấy được rằng đây là phần thông số model Antech 1233 có xuất xứ đến từ Mỹ. Nguyên cả những cái dòng chữ mà của mấy ông Tây thì tôi thấy rằng còn đang là các chữ ngay ở phía đằng sau lưng của model Antech 1233 này. Rất là tuyệt vời. Đây là bảng phân tần và cầu đấu dây làm phía sau lưng của model 1233. Đây là quả kèn gang. Ta thấy quả kèn gang này của nó siêu khủng không ạ? Trước tiên thì tôi mời quý vị cùng tham khảo cái cấu hình của quả kèn gang này. Đó, máy quay và đo kèn, đặt cả máy nhé. Với họng kèn của nó có chiều ngang là 60, cao của nó là 37,
ngang 60 và cao 37, và nó sâu tới khoảng tầm quả tầm này thì nó sâu tới chặn đáy luôn. Theo thông số của nó thì tôi đo thì nó là 63 phân, thì quả họng kèn nó vào khoảng tầm 60, xin toan 60 về chiều sâu. Quý vị thấy siêu khủng không ạ? Đó, chúng ta cùng quan sát kỹ lại này. Đây là quả họng kèn tôi mới đo về thông số. Và củ của nó thì sở hữu nguyên củ của giống như là củ Antech 19 với model mã số của nó là 34075 cho củ siêu kèn trên cặp 1233. Và phía bên dưới chúng ta thấy rằng nó được trang bị một quả bát súp với xương đúc và màu trắng sứ cực kỳ là đẹp. Và nó sở hữu cái lam châm từ rất lớn, mang lại cho giải trầm cực kỳ là tốt, xuống khá là sâu và mềm mại trên model Antech 1233 với củ bát B421-8NF. Gân vải tẩm dầu siêu mềm, nó có độ mềm và độ bền tới hàng trăm năm trên cái gân của đời Antech 1233. Như vậy chúng ta thấy được rằng bốn cái lỗ hơi đường kính phi tới gần 100 thở về mặt trước và quả bát súp trên cái thùng loa của cặp 1233 sở hữu chiều cao 1m05 và có chiều ngang 71cm và chiều sâu 63cm trên model Antech 1233. Tất cả từ e căng của nó là e căng kim tuyến, còn đang nấp nánh và còn đang mới nong nanh. Một vết chày xước cũng khó tìm trên cặp Antech 1233. Đây là một siêu phẩm sở hữu chất âm dành cho những anh em sành nghe và khó tính nhất. Khá là lâu chúng ta mới bắt gặp được những cặp loa còn mới nguyên tem cờ, mặc dù nó là to khủng nong, có trọng lượng tới hàng khoảng tầm 1,5 tạ, chiều cao trên 1m, chiều ngang hơn 70 phân trên model Antech 1233. Với độ nhạy dao động của nó nằm ở ngưỡng 120dB trên trở kháng 8 ohm và công suất trung bình nhỏ nhất cho cặp Antech 1233 này ở ngưỡng 240W. Nó có thể trình diễn cho những căn phòng rất là lớn và chất âm mà chúng ta đang thưởng thức. Ở đây thì tôi đang test bằng cái điện thoại cùi bắp và tín hiệu mở từ TV. Không cần phải đầu CD hay là đĩa CD hay là những cái gì to tát lắm. Và với cái bộ cấu hình âm ly thông thường nhưng mà chúng ta vẫn thấy được sự thể hiện cực kỳ là chân thực và ngọt ngào của cặp loa nổi tiếng đến từ Mỹ với model Antech 1233, và phía mặt trước của nó có model phụ 1218A. Một cặp loa siêu khủng long mà chúng ta đang được trải nghiệm trước máy quay. Trong phân khúc tầm tiền thì cặp loa này tôi cũng lưu ý với quý vị rằng để mà xếp hạng ở ngưỡng 60 triệu quay đầu thì một trong những cái cặp loa này chúng ta thấy rằng nó cực kỳ là tuyệt vời với cấu hình cũng như là chất âm của những dòng loa nổi tiếng. Tiếng bát rất sâu mềm, riêng sự lợi hại của Antech thì chúng ta thừa thấy được rằng cái đôi kèn gang siêu khủng này nó to tới gấp rưỡi kèn gang của Antech 19 trên model 1233. Nó gõ những cái tiếng nhạc cụ hay là tiếng đàn guitar hay là lời hát, chúng ta có thể nghe rõ chi tiết từng hơi thở của ca sĩ. Một sự thể hiện chân thực tới bất ngờ mà sẽ mang lại cho chúng ta trải nghiệm thưởng thức audio ở một lĩnh vực đỉnh cao nhất và thưởng thức âm thanh. Rất là cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị trên toàn quốc. Và với những cặp loa siêu khủng được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng từ khắp các quốc gia trên thế giới sẽ liên tục được cập nhật trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Quý vị cùng đăng ký, tham khảo cũng như là đón chờ xem tiếp theo những đoạn clip tiếp theo. Tôi sẽ cho quý vị trải nghiệm và sẽ có những cái khám phá cực kỳ là tuyệt vời trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Rất là chân thành cảm ơn. Mời quý vị và anh em cùng nướt lại một chút nữa với bản nhạc Không Mất Tiền tôi đang mở trực tiếp từ trên TV mà ai cũng có để nghe. Đừng hỏi vì sao tôi nhớ người, nhớ mắt môi thiết tha một chiều gió nhẹ bay, nhớ chẳng người ấy tình đầu anh giờ đang ở nơi nào. Bao lần hẹn hò dưới mưa, từng chiều mình lang thang mà giờ đây anh đang trốn nào. Chiều lang thang trên phố dài, vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu, khóc cho lần cuối tình mình sao giờ theo cánh chim trời.
thấy rõ từng tiếng lấy hơi của ca sĩ. Mặc dù rằng chưa phải là đầu CD hay đĩa CD, và thiết bị phối ghép tôi đang thiết ghép bằng con bao rất là rẻ tiền và một con vang cơ, chúng ta có thể thấy được sự thể hiện tới bất ngờ của cặp bass Tech 1233 nổi tiếng, một cặp bass siêu khủng long đến từ Mỹ, to hơn. Quý vị lưu ý rằng với kích cỡ này nó to hơn Antech 19 rất là nhiều ạ. Nguyên quả kèn đã to gấp rưỡi rồi và cái thùng loa của nó to tương đối so với Antech 19. Để mà so đo thì hai cặp loa đứng bên cạnh nhau thì nó sở hữu cái vóc dáng cao to hơn rất là nhiều so với Antech 19. Phân khúc tầm tiền thì lại tốt hơn rất nhiều so với Antech 19. Đây cũng là ưu điểm vượt trội và sự thể hiện của cặp Antech 1233. Thấy chi tiết không ạ? Từng tiếng đàn guitar tỉa tót nghe có thể nói rằng nhức nhối tới tim. Một sự thể hiện chân thực tới bất ngờ trên cặp Antech Nam Sinh với model 1233 trên model 1283 sở hữu cấu hình quá tuyệt vời và trong phân khúc rất là đáng chơi và đáng sưu tầm. Rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của anh em trên toàn quốc với kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Quý vị và anh em quan tâm có thể can theo số điện thoại trên kênh của mình hoặc để lại tin nhắn ở dưới phần bình luận, và tất cả mọi giải đáp thắc mắc mình sẽ luôn luôn cập nhật liên tục cho anh em cùng trải nghiệm. Lần nữa xin chân thành cảm ơn.